Lúc này hệ thống phân giải thức ăn ở trẻ vừa mới hình thành, vậy nên các chất chống oxy hóa và immunoglobulin trong sữa non ngoài việc giúp trẻ tránh được tình trạng xuất huyết mà còn giúp bảo vệ thành ruột yếu ớt của trẻ. Sữa non có tác dụng gì đặc biệt? Sữa non, thuốc kháng sinh tự nhiên dành cho trẻ, bác sĩ thường khuyến khích các bà mẹ nên cho con bú sớm nhất có thể. Những giọt sữa non đầu tiên không chỉ mang những hàm lượng chất dinh dưỡng tuyệt vời, mà các tế bào sống trong sữa non có vai trò kích thích cơ thể trẻ tạo ra các kháng thể, chống lại tác nhân gây hại, các virus gây bệnh mãn tính, vân vân. Sữa non có vai trò như thuốc kháng sinh đối với trẻ nhưng hoàn toàn không có tác dụng phụ. Các chuyên gia đánh giá sữa non là một loại vaccine tự nhiên với độ an toàn tuyệt đối. Những trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời sẽ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp, bệnh sởi hay tiêu chảy. Sữa non có chứa một thành phần khá quan trọng mang tên ganglioside. Ganglioside được biết đến như một nhóm chất béo không thể thiếu trong việc phát triển trí não của trẻ. Ngoài ra còn giúp cải thiện hệ thống đường ruột, ngăn ngừa khả năng viêm nhiễm đường ruột bằng cách thu hút vi khuẩn có hại và trung hòa chúng. Sữa non cải thiện hoạt động hệ thống tiêu hóa ở trẻ. Khi tiếp xúc với sữa non ngay từ lúc mới chào đời, do hàm lượng chất béo trong sữa non rất ít nên trẻ hấp thụ và tiêu hóa một cách thuận lợi. Lúc này hệ thống phân giải thức ăn ở trẻ vừa mới hình thành, vậy nên các chất chống oxy hóa và immunoglobulin trong sữa non ngoài việc giúp trẻ tránh được tình trạng xuất huyết mà còn giúp bảo vệ thành ruột yếu ớt của trẻ. Ngoài ra, sữa non còn có tác dụng tuyệt vời là giúp nhuận tràng, thúc đẩy cơ thể trẻ nhanh chóng bài tiết phân xu, đồng thời đào thải bilirubin dư thừa. Điều này có tác dụng ngăn ngừa bệnh vàng da, giảm thiểu nguy cơ mẫn cảm và dị ứng ở trẻ. Sữa non có chứa những thành phần vô cùng quan trọng cho sự phát triển của trẻ trong giai đoạn đầu đời. Vì vậy, các bà mẹ thường được động viên cho con bú sớm nhất có thể. Việc làm này không chỉ giúp trẻ tiếp xúc được với các thành phần dinh dưỡng mà còn tăng khả năng kích thích tuyến sữa ở người mẹ, đồng thời hồi phục tử cung một cách nhanh chóng, ngăn ngừa nguy cơ mắc một số bệnh sau sinh ở mẹ. Gọi ngay hotline để nhận được tư vấn từ dược sĩ chuyên môn 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày.